Hello anh em nhé, chào mừng anh em mình quay trở lại với kênh Đoàn Gỗ Gia Lai. Ngày hôm nay thì em sẽ quay cho anh em mình quá trình mà bên em hoàn thiện cái tấm chiếu này. Thì tấm chiếu đây nó đang sở hữu cái chiều dài là 3m23, rộng là 2m và đã được chốt vuông rồi. Đấy, khá là đẹp luôn, Vân khá là đẹp luôn. Thì anh em mình hãy cùng em theo dõi hết video để xem quá trình bên em hoàn thiện tấm này sẽ như thế nào anh em nhé. Thank you.
nó anh em ơi. Đang là bảo quên là bấm đăng ký nhé. À, tối nay vào live thì anh em mình xem thằng Thô, xem mặt tiền thằng Thô luôn. Cơ bản tối nay thì có mặt tiền lên live cho anh em mình. Anh em nào mà có bận công việc các thì anh em đừng quên là bấm like, bấm đăng ký kênh nhé. Ông cũng là vào thơ nhưng mà trên cái mặt tiền này thank you.
đầu bên kia rồi đó. Lo mà trời nó sụp xuống hay sao tối.
đây 20.